Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Trong chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Hội nghị học tập quán triệt triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương Đảng và của tỉnh. Các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 17 tại các huyện Vị Xuyên, Bắc Quang, Bắc Mê. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2024. Quản bạ quyết tâm thực hiện lộ trình tắt sóng 2G trong chuyển đổi số. Đồng Văn chú trọng phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 9 tháng 8, tỉnh ủy Hà Giang tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Đảng, triển khai kế hoạch đại hội Đảng các cấp, tiến tới đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, nhiệm kỳ 2025-2030. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 207 điểm cầu trên địa bàn tỉnh với trên 5.700 đại biểu tham dự. Tại điểm cầu tỉnh, đồng chí Thao Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh, thường trực các huyện ủy, thành ủy và lãnh đạo các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo các ban đảng tỉnh ủy quán triệt triển khai chỉ thị số 35 ngày 4 tháng 6 năm 2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kế hoạch số 608 ngày 8 tháng 7 năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 18, nhiệm kỳ 2025-2030. Quy định số 178 ngày 27 tháng 6 năm 2024 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật. Chỉ thị số 36 ngày 14 tháng 6 năm 2024 của Ban Bí thư về Đại hội các hội văn học nghệ thuật và Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030. Và quán triệt kết luận số 84 ngày 21 tháng 6 năm 2024 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện nghị quyết 23 của Bộ Chính trị khóa 10 về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong tình hình mới. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Thảo Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu ngay sau hội nghị, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy là trưởng các đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo, giám sát thường xuyên việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với Đảng bộ các huyện thành phố, trực tiếp chỉ đạo kiểm tra việc học tập quán triệt và định hướng các huyện thành phố cụ thể hóa triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản được nghiên cứu quán triệt tại hội nghị. Các cơ quan chuyên trách giúp việc Tỉnh ủy, các ban cán sự Đảng, đảng đoàn tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa triển khai thực hiện thiết thực hiệu quả các chỉ thị, quy định, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư được nghiên cứu quán triệt tại hội nghị. Đối với các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, tập trung lãnh đạo chỉ đạo nghiên cứu quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc kịp thời các văn bản tại hội nghị, tập trung xây dựng chương trình kế hoạch triển khai thực hiện tại địa phương, đơn vị đảm bảo cụ thể, sát thực, khả thi cao, thiết thực, hiệu quả. Đề nghị các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc cần tiếp tục tổ chức tốt trong việc phổ biến, đây là quán triệt và thực hiện một cách đồng bộ, toàn diện các yêu cầu nhiệm vụ giải pháp mà chỉ thị 35 cũng như là kế hoạch 608, đặc biệt là thực hiện tốt công tác chuẩn bị nhân sự, lựa chọn giới thiệu, bầu cấp ủy khóa mới, rồi đảm bảo số lượng, nâng cao chất lượng, rồi là cơ cấu hài hòa cái ba độ tuổi. Cùng với đó thì tôi cũng đề nghị là các cấp ủy khẩn trương rà soát đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra để kịp thời chỉ đạo định hướng rồi là có giải pháp thực hiện những chỉ tiêu, nhiệm vụ, đặc biệt là những cái chỉ tiêu đạt thấp. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan chức năng chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí của tỉnh xây dựng kế hoạch phổ biến, tuyên truyền sâu rộng nội dung các quy định, kết luận, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy để tổ chức thực hiện có hiệu quả, đảm bảo chất lượng. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri, chiều ngày 8 tháng 8, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh ứng cử tại huyện Vị Xuyên do ông Thảo Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm tổ trưởng, đã có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 17 tại xã Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên. Tham dự buổi tiếp xúc cử tri có ông Hoàng Gia Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh,
và các ông bà đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh ứng cử tại huyện Vị Xuyên. Sau khi nghe đại diện Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông báo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ 17 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18 nhiệm kỳ 2021-2026, trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, cử tri xã Ngọc Linh đã có các ý kiến kiến nghị như đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư hoàn thiện, nâng cấp các tuyến đường giao thông và hệ thống kênh mương tưới tiêu, tiếp tục có chương trình hỗ trợ người dân làm đường bê tông và kéo điện lưới tại các cụm dân cư, bố trí kinh phí nâng cấp sửa chữa các hộ trường thôn bản đã xuống cấp, đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện hoàn thiện thủ tục bàn giao đất, chỗ diện tích đất bãi rác cũ nằm trên địa bàn của thôn Vũng Huyết để bàn giao về cho xã để xã quản lý. Năm 24 này có tiếp tục triển khai cái dự án xây dựng sông Lô Ba tại thôn Ngọc Hà, xã Ngọc Linh nữa hay không, để người dân chúng tôi còn biết xây dựng nông thôn mới, làm đường bê tông, xây bờ rào và xây cổng. Nếu không bây giờ là bà con mà cứ làm đường bê tông hoặc xây bờ rào, xây bờ cổng, nó sẽ vướng mắc đến trong khi triển khai thì sẽ thiệt hại đến cái việc chi phí của bà con trong thôn. Các ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền đã được Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện Vị Xuyên giải trình làm rõ ngay tại buổi tiếp xúc. Thay mặt Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Gia Long yêu cầu huyện Vị Xuyên tập trung nghiên cứu, giải quyết những nguyện vọng chính đáng của cử tri trong thẩm quyền. Đối với ý kiến cử tri quan tâm về thủy điện sông Lô Ba có tiếp tục làm hay không và hiện nay tiến độ dự án đã triển khai như thế nào, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh nêu rõ. Sông Lô Ba họ có đang làm thủ tục, chắc chắn là có đầu tư. Chắc chắn là có đầu tư. Tuy nhiên là tại sao nó chậm lại một chút? Bởi vì Ủy ban dân tỉnh cũng yêu cầu thủy điện sông Lô Ba cùng huyện Vị Xuyên là đi khảo sát đánh giá cái mực nước dâng cao nhất. Khi mà nhà máy thủy điện sông Lô Ba tích nước thì cái mực nước dâng cao nhất sẽ ngập đến đâu, thậm chí kể cả khu vực xã Ngọc Linh này, ngập đến đâu? Phải xác định được vị trí đấy để làm đền bù giải phóng mặt bằng. Dịp này, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tặng quà cho 5 hộ gia đình khó khăn của xã Ngọc Linh, động viên các hộ tích cực lao động sản xuất, từng bước thoát nghèo vững chắc. Ngày 9 tháng 8, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thực hiện công tác tiếp công dân theo định kỳ để giải quyết kiến nghị của các gia đình cá nhân tại khu vực đường Phùng Hưng thuộc tổ 1 phường Ngọc Hà và tổ 17 phường Trần Phú, thành phố Hà Giang. Dự buổi tiếp có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh và thành phố Hà Giang. Đơn của 25 công dân có đất bám hai bên đường Phùng Hưng thuộc địa phận tổ 17 phường Trần Phú và tổ 1 phường Ngọc Hà, thành phố Hà Giang đề nghị xem xét giải quyết các thủ tục về đất đai. Sau khi kiểm tra, rà soát hồ sơ liên quan, thực trạng kiểm tra sử dụng đất, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Giang đã có văn bản trả lời công dân và giao rõ cho phường Trần Phú, Ngọc Hà thực hiện công khai văn bản cho nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Giang và người có đất trong khu vực được biết. Qua nghe các ý kiến, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn yêu cầu thành phố Hà Giang tiến hành thực hiện các thủ tục về đất cho người dân đúng theo quy định của pháp luật, ra soát làm rõ diện tích đất của các hộ gia đình để có phương án giải quyết cụ thể, kiểm tra lại việc mua bán chuyển nhượng của 38 hộ tại khu vực tổ 1 phường Ngọc Hà và tổ 17 phường Trần Phú, xử lý nghiêm sai phạm trong quá trình mua bán, nhất là việc xác định thực tế vấn đề cấp giấy chứng nhận trồng lấn trên cùng một thửa đất. Thành phố Hà Giang cần rút kinh nghiệm những tồn tại trong công tác quản lý, thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai, xử lý thỏa đáng cho người dân. Các ngành địa phương liên quan quản lý việc mua bán đất, xây dựng các công trình hạ tầng, nhà ở, đảm bảo đúng quy định phù hợp với quy hoạch. Các hộ dân trên dọc tuyến đường Phùng Hưng nghiêm túc thực hiện việc mua bán, trao đổi, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, san ủi mặt bằng, làm nhà ở đúng quy định của nhà nước. Chiều ngày 8 tháng 8, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh ứng cử tại đơn vị huyện Bắc Quang do đồng chí Trần Quang Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm tổ trưởng, đã thực hiện tiếp xúc cử tri tại thị trấn Việt Quang. Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại diện Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông báo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ 17 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2021-2026. Cử tri thị trấn Việt Quang đã có các ý kiến kiến nghị như hoàn thiện các công trình điện, đường, công trình thủy lợi, khai thác cát sỏi, cung ứng xi măng sửa chữa các công trình giao thông thủy lợi phục vụ cho sản xuất, kiến nghị huyện cấp đất cho 9 hộ dân và tách thửa đất cho các hộ dân.
Đất của tập thể thôn Việt Tân, nhân dân khai phá đề nghị thị trấn và huyện xác minh và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tập thể cá nhân. Công tác quản lý đất ở Nghĩa Trang, khu Quang Sơn, đề nghị huyện thanh tra việc mua bán giữa ban quản lý với các hộ dân và đề nghị thị trấn cho dân tiếp tục làm con đường bê tông lên các khu mộ của dân ở Nghĩa Trang, Quang Sơn. Lãnh đạo huyện Bắc Quang đã trả lời các ý kiến thuộc thẩm quyền. Thay mặt tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh ứng cử tại đơn vị huyện Bắc Quang, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Trần Quang Minh yêu cầu cấp ủy chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo, kiểm tra thanh tra việc quản lý đất đai tại Nghĩa Trang Quang Sơn và các ý kiến đề nghị của cử tri liên quan đến quyền lợi của cá nhân tập thể. Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Bắc Quang tiếp thu và gửi cho các ngành liên quan giải quyết và trả lời đến cử tri thị trấn Việt Quang trong thời gian sớm nhất. Cũng trong thời gian này, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh ứng cử tại đơn vị huyện Bắc Mê do ông Hầu Minh Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh làm tổ trưởng đã thực hiện tiếp xúc cử tri tại xã Yên Cường. Sau khi nghe tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thông báo tới cử tri kết quả nội dung kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18 nhiệm kỳ 2021-2026, cử tri thôn Nà Lang, Nà Khảo, xã Yên Cường đề nghị nhà nước xây dựng đường nước sinh hoạt và nước tưới tiêu cho nhân dân, xây dựng trạm hạ thế tại thôn Nà Khảo, đầu tư làm đường bê tông từ thôn Nà Lang đến thôn Nà Khảo. Cử tri thôn Ký Thị đề nghị thiết kế xây dựng kè chống sạt lở đất, hỗ trợ mở các lớp truyền dạy duy trì bản sắc văn hóa truyền thống, xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh, làm mới cầu bê tông Bản Khun. Cử tri thôn Bản Túm đề nghị quy hoạch khu đất nghĩa trang chung của thôn. Cử tri thôn Bản Trà đề nghị làm đường vành đai đại bê tông nội thôn, bố trí biên chế cán bộ đối với hai ban chuyên trách Hội đồng nhân dân xã. Lãnh đạo xã Yên Cường và Ủy ban nhân dân huyện Bắc Mê đã trả lời ý kiến cử tri theo thẩm quyền. Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiếp thu tổng hợp những ý kiến đề nghị thuộc thẩm quyền của tỉnh để báo cáo tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, nạn nhân chất độc da cam là những người rất đặc biệt, họ phải chịu nỗi đau về thể chất và tinh thần do di chứng chiến tranh để lại. Do vậy, trong những năm qua, việc xoa dịu nỗi đau da cam đã và đang trở thành việc làm cấp bách lâu dài của toàn xã hội. Một trong những hoạt động thiết thực được thực hiện có hiệu quả thời gian qua đó là công tác hỗ trợ nhà ở, chia sẻ khó khăn với các hội viên hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh. Nhân kỷ niệm 63 năm ngày thảm họa chất độc da cam dioxin tại Việt Nam, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự ngay sau đây. Tuổi thanh xuân, ông Nguyễn Văn Nội ở thôn Tha, xã Phương Độ, thành phố Hà Giang đã tham gia chiến đấu tại chiến trường miền Nam và bị nhiễm chất độc da cam dioxin. Sau khi xuất ngũ trở về, ông Nội bị suy giảm sức khỏe, không thể lao động nặng được. Đặc biệt là ngôi nhà ở xuống cấp trầm trọng. Cuối năm 2023, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh đã kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ gia đình ông Nội 80 triệu đồng để xây dựng căn nhà mới kiên cố, khang trang. 70-80 triệu thế này tôi rất là phấn khởi. Mới làm nhà cũng là rất là nhu cầu lắm của gia đình tôi. Nếu mà không được hỗ trợ thì cũng hơi khó, bởi vì lấy vay vốn thì hai vợ chồng định bàn nhau đi vay ngân hàng thì mình mai kia mình lấy cái gì mà trả. Thế mà cũng là có sự quan tâm của đảng nhà nước đến thì tôi làm được cái nhà này, bây giờ tôi rất phấn khởi và cảm thấy bây giờ là không chỉ ông Nội mà còn nhiều nạn nhân da cam khác trên toàn tỉnh cũng đang được quan tâm hỗ trợ nhà ở. Từ năm 2023 đến nay, các cấp hội nạn nhân chất độc da cam dioxin của tỉnh đã kêu gọi hỗ trợ làm nhà mới và sửa chữa nhà ở cho 25 hộ với số tiền trên 1,1 tỷ đồng. Cảm ơn và tỉnh hội và trung ương được giúp đỡ ông được làm cái nhà thì ông được phấn khởi. Rất cảm ơn nhà nước giúp đỡ tôi là được cái phần đó, tôi rất vui mừng. Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh đã tiến hành là hỗ trợ nạn nhân đảm bảo đúng đối tượng và đúng hoàn cảnh khi nhận được những ngôi nhà mới. Các nạn nhân da cam ở đây cũng rất là tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng cũng như là các cái chương trình hỗ trợ của các cái doanh nghiệp trong thời gian vừa qua, đồng thời cũng là góp phần phát huy gọi là động viên con cháu để mà làm thực hiện tốt, chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 945 người là nạn nhân trực tiếp nhiễm chất độc da cam dioxin và khoảng 700 người gián tiếp đang được hưởng các chế độ. Tuy nhiên toàn tỉnh vẫn còn khoảng hơn 2.000 người nghi nhiễm chưa được hưởng các chế độ, hàng trăm người đang phải sống trong ngôi nhà xuống cấp. Do vậy, các cấp hội nạn nhân chất độc da cam dioxin của tỉnh vẫn đang tiếp tục bảo vệ quyền, lợi ích cho các nạn nhân. Đoàn của chúng tôi lần này về Hà Giang
là với mục đích là tiến hành tặng quà và hỗ trợ cho gia đình nạn nhân Da Cam trong cái việc xây dựng nhà. Mong rằng là có cái tính lan tỏa để làm sao kêu gọi được các cái mạnh thường quân, các nhà hảo tâm giúp đỡ chăm sóc cho những nạn nhân Da Cam và những gia đình khó khăn ở trên tỉnh Hà Giang. Sự chung tay của cả cộng đồng hỗ trợ nạn nhân chất độc Da Cam hoàn thành mơ ước có ngôi nhà kiên cố không chỉ đơn giản là hoạt động nhân đạo mà cao hơn là thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn với những người có công với cách mạng, với đất nước. Qua mỗi một hoạt động của các cấp hội, của cấp ủy chính quyền địa phương đã tiếp thêm động lực cho nạn nhân chất độc Da Cam vươn lên trong cuộc sống. Ngày 9 tháng 8, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hà Giang lần thứ 2 năm 2024. Hội giảng diễn ra từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 8 năm 2024, có 10 trên 12 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh tham gia. Đại diện cho 10 cơ sở giáo dục nghề nghiệp có 36 nhà giáo tiêu biểu tham gia trình giảng ở 4 nhóm nghề đào tạo, gồm nghề điện, điện tử, nghề cơ khí động lực, công nghệ thông tin, nghề nông lâm nghiệp và nhóm nghề tổng hợp. Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp tỉnh định kỳ được tổ chức 2 năm một lần. Đây là một hoạt động chuyên môn, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt học tốt trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Là cơ hội để các nhà giáo giáo dục nghề nghiệp trong tỉnh được thể hiện bản lĩnh, năng lực, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề, năng lực sư phạm, khả năng xử lý tình huống, đổi mới phương pháp giảng dạy, khai thác và sử dụng có hiệu quả trang thiết bị đào tạo, nâng cao chất lượng giảng dạy. Hội giảng cũng là cơ hội để các nhà giáo được giao lưu học tập, trao đổi, tích lũy kinh nghiệm giảng dạy, tuyên dương những nhà giáo điển hình tiên tiến có bài giảng hay để phổ biến áp dụng trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp và trên địa bàn toàn tỉnh. Thông qua kết quả hội giảng sẽ lựa chọn được những nhà giáo xuất sắc tiêu biểu đại diện cho tỉnh Hà Giang tham dự hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2024. Ngày 8 tháng 8, Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Văn đã tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc năm 2024-2025. Hội thi gồm 3 phần: màn chào hỏi, trắc nghiệm kiến thức, xử lý tình huống, tiểu phẩm tuyên truyền. Tham gia hội thi gồm 19 đội đến từ 19 xã thị trấn của huyện Đồng Văn. Các đội thi đã thể hiện hiểu biết về các quy định pháp luật về công tác dân tộc, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đang triển khai, thực hiện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đồng thời nêu gương các cán bộ, cộng đồng, người dân trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, chia sẻ kinh nghiệm về tổ chức triển khai thực hiện, cách làm hay, mô hình hiệu quả phù hợp với vùng dân tộc. Hội thi nhằm thúc đẩy giao lưu học hỏi, tăng cường đoàn kết giữa các dân tộc, chia sẻ kinh nghiệm mô hình hoạt động có hiệu quả tại cơ sở để học tập vận dụng thực hiện phù hợp tại địa phương, góp phần thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến 2025 trên địa bàn huyện Đồng Văn. Sáng ngày 9 tháng 8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng huyện Bắc Mê tổ chức khai mạc giải thi đấu các môn thể thao dân tộc truyền thống tỉnh Hà Giang năm 2024. Tham dự giải có hơn 180 vận động viên của 7 đơn vị gồm huyện Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc, Bắc Quang, Quang Bình. Riêng huyện Bắc Mê có 5 đội. Các đơn vị sẽ thi đấu các môn thể thao dân tộc như đẩy gậy, ném còn, kéo co, bắn nỏ. Theo kế hoạch, giải đấu diễn ra trong 3 ngày từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 8. Đây là hoạt động cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế, văn hóa xã hội đối với dân tộc thiểu số, tiếp tục triển khai cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, góp phần nâng cao sức khỏe, văn hóa tinh thần để bảo tồn, khai thác và phát triển các môn thể thao dân tộc, các trò chơi dân gian, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Giải thi đấu là dịp để các vận động viên trong tỉnh được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm tập luyện và thi đấu, đồng thời cũng là dịp để lựa chọn các vận động viên xuất sắc, đạt thành tích cao tại giải để lập đội tuyển của tỉnh tham gia Ngày hội Văn hóa Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ 11 tại tỉnh Lạng Sơn vào tháng 11 năm 2024. Theo quyết định của Bộ Thông tin Truyền thông, từ ngày 16 tháng 9 sắp tới, mạng 2G sẽ không còn được cung cấp cho thiết bị đầu cuối thuê bao. Để không gây gián đoạn thông tin liên lạc, đảm bảo quyền lợi của người sử dụng dịch vụ, huyện Quản Bạ đã xây dựng kế hoạch, phương án triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền vận động, hỗ trợ người dân chuyển đổi từ SIM máy 2G sang SIM 4G, 5G, điện thoại thông minh. Đến chợ phiên xã Thanh Vân, anh Dương Đức Thắng, thôn Mã Hồng đã được nhân viên Viettel Quản Bạ hướng dẫn nhiệt tình, hỗ trợ cá nhân anh và người dân thực hiện chuyển đổi SIM, điện thoại từ 2G sang SIM 4, 5G và điện thoại thông minh. Đặc biệt, Viettel còn cung cấp những chương trình khuyến mãi dành cho khách hàng 2G trong danh sách chuyển lên 4G như tặng máy 4G miễn phí, mua điện thoại thông minh trợ giá khuyến mãi cao.
Đến tháng 9 tới đây sẽ tắt sóng 2G. Hôm nay đến chợ phiên, tôi được nhân viên Viettel hướng dẫn thực hiện việc chuyển đổi SIM 2G sang SIM máy 4G để đảm bảo liên lạc thông suốt trong thời gian tới. Tôi thấy việc chuyển đổi này rất phù hợp. Phòng Văn hóa Thông tin huyện đã tham mưu cho huyện ban hành văn bản phối hợp cùng các đơn vị viễn thông khảo sát hiện trạng thuê bao sử dụng sóng 2G trên địa bàn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới người dân về thời gian tắt sóng 2G, hình thức tuyên truyền đa dạng tại các kênh như điểm giao dịch tại cửa hàng, điểm bán hàng lưu động tại chợ phiên, qua áp phích, tờ rơi. Hiện tại, toàn huyện Quản Bạ có gần 2.000 thuê bao di động Viettel đang sử dụng sóng 2G. Cửa hàng Viettel Quản Bạ đã chuẩn bị và thực hiện các chương trình chính sách hỗ trợ cho bà con, tuyên truyền cho bà con nắm được lộ trình tắt sóng 2G, chương trình chuyển đổi máy 2G lên máy 4G, đổi SIM 4G miễn phí cho bà con. Phòng cũng xác định rằng đây là một trong nhiệm vụ rất là quan trọng để cho thực hiện thành công cái chuyển đổi số, rồi xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn Quản Bạ. Đồng thời để người dân được tiếp cận được các cái dịch vụ công ích thuận tiện nhất để trao đổi và các cái thông tin cũng như là phục vụ người dân ngày càng tốt hơn về sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện Quản Bạ. Việc dừng công nghệ 2G là phù hợp với xu thế chung của thế giới. Người dân chuyển sang dùng dịch vụ tốc độ nhanh, chất lượng cao hơn, qua đó góp phần thúc đẩy chuyển đổi số. Thực hiện phương án chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt, đến nay toàn tỉnh đã có gần 26.700 đối tượng nhận tiền hỗ trợ hàng tháng theo phương thức không dùng tiền mặt qua tài khoản ngân hàng, chiếm gần 50% tổng số đối tượng thuộc diện chi trả chính sách xã hội trong toàn tỉnh. Qua đánh giá, việc triển khai thực hiện phương án chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh bước đầu đạt nhiều kết quả tích cực, nhận được sự quan tâm và cuộc của các cấp, ngành và sự ủng hộ của người dân. Việc thực hiện phương án đảm bảo nhanh chóng, đúng đủ kịp thời, công khai minh bạch, góp phần thực hiện hiệu quả công tác chuyển đổi số và nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ thanh toán hiện đại của nền kinh tế. Với mục tiêu đến hết năm 2024, các huyện Bắc Quang, Quang Bình, Vị Xuyên và thành phố Hà Giang đạt mục tiêu tối thiểu 80%. Các huyện Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ, Hoàng Su Phi, Xín Bần, Bắc Mê đạt tối thiểu 60%. Hiện nay, tỉnh đang tập trung chỉ đạo các ngành chuyên môn và các địa phương tăng cường tuyên truyền, giáo dục tập huấn nâng cao nhận thức cho cán bộ và người dân về phương thức chi trả không sử dụng tiền mặt, thường xuyên cập nhật thông tin đối tượng hưởng chế độ trợ giúp xã hội vào hệ thống phần mềm quản lý đối tượng, tích cực tuyên truyền, vận động hướng dẫn các đối tượng hưởng trợ cấp an sinh xã hội mở tài khoản ngân hàng để phục vụ công tác chi trả qua tài khoản. Huyện Đồng Văn có trên 97% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Những năm qua, từ các chính sách của Trung ương, của tỉnh, các nguồn vốn đến tay người dân đã là động lực giúp họ thay đổi tư duy, mạnh dạn phát triển kinh tế, từng bước xóa đói, giảm nghèo. Đối với cấp ủy, chính quyền địa phương, luôn coi đây là cơ hội để tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế vùng dân tộc thiểu số theo hướng bền vững. Gia đình anh Sình Phái Dính là một trong 538 hộ là người dân tộc thiểu số thuộc diện nghèo và cận nghèo tại xã Dính Lủng, huyện Đồng Văn, đang được thụ hưởng chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Từ dự án chăn nuôi bò sinh sản, gia đình anh Sính được hỗ trợ 18,4 triệu đồng mua bò giống. Có bò giống, gia đình anh tập trung chăm sóc tốt để bò sinh trưởng, phát triển, sớm sinh bầy con. Tôi thì cũng được nhà nước hỗ trợ vốn mua bò, tôi vẫn cố gắng để nuôi để phát triển kinh tế. Giai đoạn 2020-2024, huyện Đồng Văn thực hiện quyết định 2085 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, với tổng kinh phí trên 4,8 tỷ đồng để hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 624 hộ. Các phòng chuyên môn, các xã thị trấn đã rà soát hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi cho 1.126 hộ với tổng kinh phí trên 37,6 tỷ đồng để phát triển sản xuất, tạo sinh kế. Nhiều dự án mô hình được triển khai đối với đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người như xây dựng công trình, dự án mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ giống vật tư sản xuất, hỗ trợ bảo tồn phát huy văn hóa truyền thống đặc sắc với tổng kinh phí thực hiện trên 22,1 tỷ đồng. Nhờ đó, hàng nghìn hộ dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã được quan tâm về đời sống vật chất tinh thần, có động lực phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Qua cái triển khai cái chương trình này thì đến hiện nay thì có nhiều hộ mà khi triển khai mua con giống về thì cũng đã có sinh đẻ ra được bê con, và cũng có một số hộ mà chăn nuôi lợn ấy thì hiện nay là cũng đã có
cái sản phẩm để lợn thịt thì cũng có sản phẩm ra để bán để tăng thu nhập cho gia đình, và cũng đã có một số hộ từ đây là cũng đã thoát nghèo. Đối với chính sách này thì bà con đang hưởng rất là tốt, bởi vì chủ yếu là chúng ta đưa vào để cho các hộ để thoát nghèo. Ở đây thì chúng ta muốn tăng thu nhập ấy thì phải có con giống, có giống chăn nuôi thì chúng ta mới thoát nghèo được. Đấy thì đối với xã Sinh Lục thì người dân hưởng cái chương trình này rất là tốt đối với sự vốn về chăn nuôi. Nhờ sự chỉ đạo thực hiện hiệu quả minh bạch các chế độ hỗ trợ, người dân vùng cao, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số huyện Đồng Văn đã có cuộc sống ổn định hơn, diện mạo nông thôn đã thay đổi rõ rệt. Những chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số đã góp phần không nhỏ trong việc xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.